Nếu bạn thật sự tin ở trong lòng, thì cách cư xử của bạn sẽ phản chiếu đức tin của bạn. Có những người có mặt ở đây, trước khi có mặt ở đây thì người ta đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc ở nhà. Họ sửa soạn đồ ăn và mời mọc bạn bè. Này hãy đến cùng chia vui cùng tôi sẽ trở về lại. Trong khi đó họ vẫn còn mang đau bệnh. Tại sao? Vì nếu bạn thật sự tin ở trong lòng, thì hành vi của bạn sẽ phản chiếu đức tin của mình. Nên người ta đã sửa soạn bữa tiệc ở nhà. Và thật sự bạn sẽ có bữa tiệc hôm nay. Tấm lòng chính là con người thật sự của mình. Tấm lòng là ghế ngồi, là ngôi của ý chí. Tấm lòng là ghế ngồi, là ngôi của sự khôn ngoan. Tấm lòng là ngôi của trí thức. Tấm lòng là ngôi của lương tâm. Một tấm linh, một tấm lòng tin sẽ sinh ra những công việc tốt lành và cử chỉ đúng đắn như là bằng cớ của đức tin. Khi bạn thấy một người cư xử, thôi được rồi, đi ra, cút đi, thì bạn biết người đó không phải là tín đồ Đấng Christ. Ôi, đừng nói vậy với tôi, im đi. Hành vi cư xử đúng đắn và những công việc tốt lành mà vinh danh Chúa Trời biểu lộ cho thấy rằng đức tin thật đã thật sự cư ngụ ở trong lòng chúng ta. Nhưng hãy nhớ một điều, lối cư xử đúng đắn và những công việc tốt lành không bao giờ sinh sản đức tin, nhưng chúng chỉ là kết quả của đức tin. Để được trong sạch trong tấm lòng, thì lòng chúng ta phải hành động trên lời Chúa Trời. Làm thế nào? Bằng cách suy gẫm trên những gì chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh. Bằng cách suy gẫm trên những gì chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh. Và lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại ở trong lòng chúng ta. Để mà lòng chúng ta có thể thực hành trên lời Chúa và ảnh hưởng đến tư cách đạo đức của chúng ta. À, xin đừng nói như vậy với tôi. Khi lời Chúa Trời ảnh hưởng hành vi của bạn, bạn sẽ thấy mình tự nhiên không nói theo lối như vậy. Không cần phải nỗ lực cố gắng vật lộn để không nói như vậy. Ồ, tôi đâu có muốn nói như vậy. Ôi, tôi không biết tại sao. Sau khi lỡ nói ra, bạn lại tiếp tục cố gắng không muốn nói nữa. Bạn không muốn làm điều này, nhưng bạn lại thấy mình đã làm. Bạn vật lộn. Đó là vì tấm lòng chưa thực hành trên lời Chúa Trời. Cách cư xử của chúng ta được quyết định dựa trên gì? Trên tình trạng của tấm lòng. Cách cư xử của chúng ta, giả sử khi sự nóng nảy đến, ơi, ông T.B. Joshua này nói cái gì? Nói gì đâu không? Họ đi về. Thì không ai có thể cản bạn nổi. Chúa Trời lắng nghe chúng ta cầu nguyện. Và Ngài đáp lời lại tùy theo tình trạng của tấm lòng chúng ta. Ngài đáp lại tùy theo tâm trạng tấm lòng chúng ta. Tình trạng tấm lòng. Tấm lòng. Đời sống của tôi phản chiếu những gì ở trong bên trong tấm lòng. Cách tốt nhất để chăm sóc tấm lòng là cầu nguyện luôn luôn ở bên trong lòng. Bằng những lời nhạc thánh, nhạc thiêng liêng. Làm như vậy ở trong lòng. Tôi sẽ ngợi khen Chúa đời đời. Và một trong những cách, một quá trình, tiến trình đó là luôn luôn cầu nguyện ở bên trong lòng. Trong danh Giê-xu, trong quyền quyết Giê-xu. Cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Trong danh Giê-xu, trong quyết Giê-xu. Cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Hãy làm lòng bạn cho có trật tự.
vì nó là ngôi của Chúa Trời ngự, là điểm giao thông, là điểm kết nối liên lạc tấm lòng của bạn đó. Con người thật sự của bạn chính là lòng của bạn. Lời cầu nguyện mà bạn thấy tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện không phải lời cầu nguyện đó mà đem lại sự trả lời, nhưng lời cầu nguyện mà đem sự trả lời là lời cầu nguyện mà tôi luôn luôn chứa chấp ở bên trong lòng. Tôi đã kêu mang nó cho đến bây giờ. Amen. Cũng vậy, bạn cần phải kêu mang lời ở Chúa chờ để mà khai phóng nó ra. Husband. Yeah, what have you done to your spiritual husband? Anger. What do you use anger to make her do? Fight with everyone. Yeah. How many of you inside this body? A lot. Yeah. Who's number two? Poverty. Yeah. Spirit of poverty. What have you done to the family? I made sure she's alone. Well, how did you enter her? Since she was a child. I don't. Speak out what family, you use, I don't. And what have you done to her? Stagnation in the whole family. Sickness. Ah. How do you operate in this family? Speak out. Setbacks. Ah. No stable marriage. No stable marriage. How do you enter the family? Stagnation. You will not go ahead. You just stand. How A family idol. The parents, he give them to me at birth. Snake! I caused them, all of them, barrenness. Their family. She wants to have it. I won't allow it. I caused the husband lost sperm count. I cause pain. I always inject her in the dream. I bite her. Yes. Her husband said. She has no. Shoot me now. I am free. My family is free. Thank you, Jesus.